súng nữa trong chuyên mục tiêu điểm súng. Trong chuyên mục tiêu điểm súng, mình đã giới thiệu đến các bạn rất là nhiều những loại súng bá đạo tiếp từ trước đến giờ thì cũng đã rất nhiều rồi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một khẩu súng nữa, đó là khẩu AK-47 Sliver hay còn gọi là AK-3. Chúng ta cùng nói về khẩu súng này. Đây, các bạn thấy đây là khẩu AK-3 của chúng ta. Nó có lực chiến là trên 100.000. Đây là một trong những khẩu rất là hiếm có lực chiến cao như vậy. So với khẩu AK thường, AK Gold đây chẳng hạn, thì các bạn thấy lực chiến nó có 76.900 thôi. Còn riêng khẩu AK-3 này, lực chiến là 102.124. Một khẩu súng có lực chiến rất là bá đạo. Lực chiến của nó thì cũng rất là mạnh. Khẩu AK-3 này thì nó có một cái skill như thế này, tăng 15% trong chế độ tác đấu. Đó là cứ vào tác đấu chơi là chúng ta được tăng 15% sát thương. Ngoài ra thì các bạn có thêm là 9% cơ hội tăng 30% sát thương trong 10 giây. Nó không loại trừ chế độ BK, có nghĩa là trong BK mình vẫn có thể được cái 9% tỷ lệ có 30% tăng sát thương này trong vòng 10 giây này. Thì mình sẽ sử dụng khẩu AK-3 này ra trận BK cho các bạn cùng xem. Nói về khẩu AK-3 là một trong những khẩu súng có lực chiến trên 100.000. Ngoài ra, để có được AK-3 thì các bạn cũng có thể lên đời nó từ không được, chỉ có lên đời từ AK tím sang AK vàng thôi. Không có lên đời AK-3 được. AK-3 thì chúng ta có thể mua trong shop hoặc là quay bằng kim cương để có được khẩu súng này. Thôi không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ mang khẩu này ra tặng ngã bài ván cho các bạn cùng xem. Một khẩu súng rất là bá đạo. Thì xin mời các bạn cùng mình chơi tất cả các chế độ VK để cảm nhận về khẩu súng này, về độ giật cũng như là sát thương của nó. Sát thương thì miễn bàn rồi các bạn, chủ yếu là chúng ta canh về độ giật. Các bạn thấy lên gáo là 572, có khi lên được 700. Chưa kịp phóng bay OK luôn, đi luôn rồi.
là một khẩu súng rất rất là bá đạo, theo mình nghĩ như vậy. Thì không biết khi nào khẩu súng này nó mới xuất hiện ở Việt Nam. Nhưng mà khẩu súng bạc thì lại không bằng vàng, à vàng lại không bằng bạc, bạc nó lại bá đạo hơn. Một phần nữa là nhờ cái kêu của nó các bạn, nó không bị loại trừ trong chế độ BK. Như các bạn đấy, trong chuyên mục tìm điểm súng mình giới thiệu đến các bạn rất là nhiều loại súng rồi. Nhưng mà hầu như đa số là súng nó được, cái kêu của nó không được áp dụng như chế độ BK. Còn ở đây thì khẩu này các bạn sẽ cho BK luôn. Bắn rất là ghê. Một khẩu súng thì tuyệt vời. Các bạn thấy trận vừa rồi mình bắn giống như là không bị tấn công tí nào luôn, tại vì súng quá mạnh rồi. Khi mà đối phương vừa xuất hiện thì đã nạp mạng, chưa kịp phản ứng nữa thì đã chết rồi, thì sẽ không còn cơ hội để gây sát thương cho mình, tại vì khẩu súng nó quá bá đạo đi. Hy vọng là khi mà Việt Nam ra, mình sẽ đầu tư kiếm một khẩu như vậy để bắn như này nữa các bạn. Đó. Ở mắt này thì chúng ta có thể đi qua bên phần xăng của đối phương luôn. Hiểu là khẩu súng nó như thế nào rồi, tại vì trong tất cả những ván đấu thì chưa có ván nào mà áp đảo kiểu này. Mình sẽ bắn thêm một ván ở chế độ đầu to cho các bạn coi với khẩu súng này và chơi chế độ này thì như thế nào. Mình nghĩ là rất là bá đạo, khẩu súng này mà bắn ở chế độ chơi này thì miễn bàn luôn. Xin mời các bạn cùng mình theo dõi. Nếu như các bạn xem kênh video game FHD, thấy có nhiều video hay và ý nghĩa, các bạn hãy like và subscribe kênh video game FHD. Mình sẽ làm thêm nhiều video hay hơn nữa gửi đến các bạn.
được 17-0. Các bạn thấy 17-0 rất là khủng khiếp. Qua 3 ván đấu và giới thiệu thêm về khẩu súng này thì các bạn đã có cái nhìn rõ hơn về thêm một khẩu AK Sliver AK bạc. Đây là một khẩu súng cực kỳ bá đạo trong tất cả những khẩu súng bá đạo mà mình đã giới thiệu đến các bạn. Ngoài ra mà sẽ còn thêm một vài khẩu súng nữa mà mình chưa giới thiệu đến các bạn được, thì trong thời gian tới khi có thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn ngay. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt tất cả các bạn.